Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Những tia nắng chạy dài trên vách núi, mang đến cảm giác ấm áp, xóa tan đi cái lạnh của một đêm mưa kéo dài. Cô ngồi lặng lẽ bên chiếc thảm rộng, ngắm nhìn những mầm cỏ non mới nhú. Cảm giác bình yên cứ thế lan tỏa khắp mọi tế bào. Đã hai năm rồi, hai năm hơn tìm kiếm sự bình yên ấy. Sau bao sóng gió, tất cả chỉ còn là vết thương đang dần khép miệng, chỉ còn vương lại chút ít nỗi đau từ quá khứ hai năm trước những ký ức về những ngày tháng bắt đầu từ hai năm trước tua chậm trong tâm trí hơn như một đoạn băng chỉ là chúng đã thôi làm hơn đau đớn những bước chân nhẹ nhàng lướt qua đám đông một cách cẩn thận hơn như một chú chuột trốn tránh mọi thứ năm cuối trung học với những tình cảm rối bời khiến hơn ngày một khép kín hơn hơn từng rất hoạt bát rất năng động đã có lúc cô là niềm tự hào của thầy cô nhưng chỉ vì một tình cảm không nên có hân từng bước thu mình trong thế giới cô đơn mệt mỏi của riêng cô hân thích lộc một tình cảm hết sức bình thường của một cô gái mới lớn những cảm xúc trạo rực hồi hộp ngại ngùng khi nhìn thấy lộc những lúc buồn vu vơ khi thấy người ta cười vui với ai đó không phải mình hân nhận ra mình thích lộc từ lúc ấy cả cô và lộc đều học cùng một lớp cô chú ý tới chàng trai ấy vì nụ cười hiền lành nhưng ấm áp nó không khô khan và giả dối như nụ cười của hân con người ấy cho cô biết thì ra không phải người ta cười với nhau chỉ để giấu đi lưỡi dao đang mài sẵn ở phía sau lưng sẽ chẳng phải điều gì ghê gớm tội lỗi nếu như người cô thích không phải một chàng trai đang hạnh phúc trong tình yêu đẹp của riêng mình hân sẽ chẳng cảm thấy mình có lỗi nếu như người con trai ấy không say đắm trong tình yêu nhất là người con gái trong trái tim anh ta không thực sự quan trọng hân vẫn học cùng với họ từ ngày đầu tiên chuyển tới trường trung học này cô đã học cùng họ cô gái trong trái tim lộc, người đã khiến hơn thấy mình mặc cảm, tội lỗi chính là người luôn gây khó dễ cho cô từ ngày đầu nhập học. Hân chưa bao giờ ghét Lan, Lan dù làm gì thì cô vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả. Bởi giáo viên chủ nhiệm từng nói với cô, Lan luôn như vậy vì cô ấy muốn được chú ý, muốn được quan tâm. Ba mẹ Lan bỏ nhau, bỏ rơi cô ấy khi cô ấy mới 8 tuổi. Hân hiểu cảm giác đó. Cô cũng vì thế mà thấy mình tội lỗi hơn khi thích người con trai của Lan. Từ nhỏ, Hân đã không có thói quen giành giật thứ gì từ người khác, dù cho cô thực sự muốn nó tới phát điên lên đi chăng nữa. Nhưng càng cố gắng tránh né, cảm xúc trong Hân ngày càng mãnh liệt, có lúc Hân chỉ muốn mình mạnh mẽ, càng đảm hơn, giành lấy người con trai ấy. Nhưng lý trí luôn ngăn cản cô. Hân mệt mỏi, Hân. Một ai đó đập nhẹ lên vai cô khiến Hân giật mình dừng bước, sao? Sao vậy? Tìm mình có gì không? Hân lắp bắp khi thấy Lộc đứng sau lưng mình, Hân có mang sạc dự phòng không? Cho Lộc mượn. Cuối giờ trả. Lộc hơi cười nhẹ như một phép lịch sự, nhưng chỉ chừng đó đã đủ khiến trái tim Hân như muốn vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. À, C, có. Nhưng MK sắp tới giờ thể dục. Mình không quay lại phòng học được. Thầy sắp ra rồi. Hân như muốn chạy ngay khỏi sân thể dục để tránh phải nhìn thấy người đang làm trái tim cô rung lên, vậy lát nữa hết giờ lọc mượn, cảm ơn trước. Nụ cười ấm áp cùng với đôi mắt biết cười thoáng chốc biến mất cùng bóng dáng lọc như một lời tạm biệt. Hân là một học sinh đặc biệt với thầy cô, không chỉ bởi cô từng là một học sinh hoạt bát, mà còn là vì Hân có thể chất khác người bình thường. Cô không thể chịu nổi dù chỉ một vận động đơn giản là chạy tại chỗ làm nóng khớp, chỉ chừng đó đã khiến cho Hân có thể ngạt thở mà ngất đi cô bị hẹp ống thở dù đã tiến hành phẫu thuật nhưng chỉ có thể giúp cô hô hấp bình thường khi không vận động mạnh lời nói dối không lên phòng học lấy sạc dự phòng chỉ là vì cô muốn tránh né lọc mà thôi ngồi một mình trong bóng mát nhìn bạn bè tập bóng tập chạy tập thể dục nhịp điệu khiến hơn thấy mình bất lực hơn một lần hơn từng cố gắng thử khởi động cùng các bạn nhưng mỗi lần như vậy cô chỉ khiến họ mệt mỏi hơn vì phải đưa cô đi cấp cứu lặng lẽ biến mất khỏi sân tập hân lang thang một mình phía sau trường, nơi có một hàng cây to rập mát và một vạt hoa xuyến chi chạy dài nở hoa gần như quanh năm. Từ khi chuyển tới ngôi trường mới và phát hiện ra chỗ này, hân luôn tới đây khi mệt mỏi. Giá mà một lần thôi dám nói ra thích người ta rồi chấm dứt mọi thứ nhanh gọn thì tốt biết mấy. Hân nghĩ thầm trong đầu. Ý nghĩ ấy không chỉ mới thoáng qua, cũng phải ngày một ngày hai mới có, mà nó hình thành ngay từ giây phút cô xác định mình thích lộc có lẽ hân và lộc là hai thế giới hoàn toàn khác nhau hân nghĩ vậy bởi so với tất cả thành viên còn lại trong lớp cô thì cô chính là người ít nói chuyện với lộc nhất mà chính xác nhất thì hân không nói chuyện nhiều với hầu hết các thành viên trong lớp hân sống kỳ lạ và khác biệt khiến người ta ngại tiếp xúc mà ngay chính hân cũng lười phải tiếp xúc với tất cả mọi người khi không cần thiết còn lộc chàng trai ấy như một người bạn mà ai cũng muốn có, người đem tới cảm giác ấm áp, đáng tin cậy. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.